Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn nấu món bún riêu cua. Thì theo phiên bản là nhà có gì dùng nấy nha. Do dịch thì đi chợ rất là khó khăn, do đó là ở nhà mình có gì thì mình dùng nấy. Ở đây thì mình sẽ có là giò heo là khoảng 700 g. Giò heo này thì mình đã trần sơ với nước sôi rồi để cho nó sạch. Hai trái cà chua thì mình sẽ xắt thành múi cao. Một ít hành lá mình xắt khúc. Ở đây thì hai trái cà chua mình bỏ hạt và xắt hạt lựu. 200 g cua sai, cái này là do mình đông đá, mình rã đông chưa có kịp á các bạn. 2 quả trứng vịt hoặc là trứng gà nha. Một ít hành tím và 200 g thịt heo sai. Về nguyên liệu chính của mình sẽ như thế này, bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay vào làm. Ở đây mình có là 2 lít nước nè, mình cho cua vào. Cho vào mình ngâm cho nó tan ra nha. Các bạn cho vào đây nửa muỗng cà phê muối. Mình khuấy cho nó tan ra rồi mình sẽ đi lược lại. Mình có thể mình ngâm để đây nha, tại của mình chưa có rã đông kịp á. Nhưng mà nó cũng nhanh lắm các bạn. Nhớ là nước này nước lạnh nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ dùng là một ít dầu điều màu nha, cho nó đẹp. Mình cho hành tím vào. Phi cho nó vàng thơm nha. Nó vàng thơm thì cho cà chua vào. Mình sẽ xào cho cà nó mềm ra, nó nhừ ra nha. Cà nó mềm nó nhừ ra như thế này là được nè. Rồi mình tắt bếp nha. Các bạn để yên khoảng 5 phút đó, sau đó mình sẽ chắc cái nước này. Mình lóng lại để mình lấy cái nước trong ở trên đây trước. Mình sẽ lược nó các bạn. Cái xác này thì mình bỏ đi nha. Sau khi lược xong rồi mình sẽ cho lên bếp nha. Mình để lửa lớn cho nó nhanh sôi nha các bạn. Sau khi nó sôi rồi mình sẽ vớt cái phần thịt cua ra nha các bạn. Này hơi ít cua các bạn, nếu như các bạn có cua nhiều thì dùng nhiều nha. Mình vớt ra một ít nha các bạn. Có thể là chừa lại một ít nha. Cái này chủ yếu là nấu cho nó có mùi cua thôi các bạn. Về lượng cua thì các bạn có thể là dùng nhiều hơn nha. Do ở nhà mình thì chỉ có là 200 g cua sai thôi. Tiếp theo mình sẽ cho giò heo vào. Để lửa lớn cho nó sôi trở lại nha. Rồi mình sẽ hầm giò heo này cho nó mềm. Cho cà chua hồi nãy đã xào vào. Khi nó sôi mình hạ xuống lửa vừa nha. Mình sẽ nêm sơ gia vị vào đây. Một muỗng canh đường, một muỗng cà phê bột ngọt, một muỗng cà phê hạt nêm. Rồi mình sẽ nấu từ từ. Mình nêm sơ vậy cho nó giò heo nó rút gia vị vô các bạn, để nó đừng có bị lạc á. Mình cho cái phần thịt xay vào thịt cua nha. Cho trứng vịt vào. Hồi nãy mình quên nói với các bạn một nguyên liệu cũng khá là quan trọng là mắm ruốc á. Các bạn dùng hiệu nào cũng được nha, mình dùng của Trí Hải. Mình cho vào đây nửa muỗng cà phê mắm ruốc. Một muỗng cà phê đường. Khoảng một muỗng cà phê tiêu. Rồi mình trộn đều lên và mình ướp để đây khoảng 5-10 phút. Nếu như mà
Để lâu hơn các bạn có thể cho vào ngăn mát hoặc ngăn đá cho nó dẻo lại nha. Trộn lên cho nó đều. Nhiều nhiều tiêu chút cho nó khử mùi tanh đó các bạn. Rồi mình sẽ để yên cho nó ngấm gia vị vào nha. Nãy giờ mình nấu được 45 phút rồi đó các bạn. Mình thấy heo nó cũng mềm rồi nè. Nếu như các bạn thích mềm hơn thì mình có thể là nấu tiếp tục nha. Cái này tùy thôi các bạn. Và mình sẽ cho cái phần thịt này vào. Cái này nếu như bạn nào mà không thích mềm á, thì các bạn có thể là bớt trứng vịt hoặc trứng gà lại nha. Bên này mình dùng hai trứng nên nó sẽ lỏng như thế này. Rồi mình múc múc vậy nè các bạn. Cho nó có miếng miếng á. Phần riêu thì nó nhanh chín lắm. Nước sôi lên là nó chín rồi. Mình thấy nước nó hơi thiếu nha các bạn. Do đó mình sẽ cho thêm nước lọc vào đây nha. Mình cho vào đây thêm là nửa lít nước. Mình để lửa lớn cho nó sôi trở lại nha. Mình thì thích cái riêu nó sẽ mềm mềm như thế này nè. Nên mình dùng nhiều trứng vịt. Cho vào đây một muỗng cà phê mắm ruốc. Nước sôi trở lại thì mình sẽ nêm lại gia vị nha. Một muỗng canh đường. Một muỗng canh muối. Muối đây mình dùng là muối của cà ná nên nó sẽ không có quá mặn nhiều á. Nếu như các bạn dùng muối ớt thì bớt lại nha. Muỗng gạt ngang thôi nha các bạn. Một muỗng canh. Cái này thì các bạn nêm cho nó đậm đà để đôi khi mình chan với bún nó sẽ bị lạc đó nha. Những cái bọt này là do của trứng á, chứ không phải là bọt dơ từ xương các bạn. Nãy giờ mình vớt cũng nhiều đó nên cái bọt này là hiện tại là mình bình thường thôi, của trứng nó ra. Rồi mình cho cà chua vào. Cà chua nó nhanh chín lắm, do đó mình cho sao nha. Nấu khoảng vài phút là nó chín rồi. Sau khoảng một phút thì mình sẽ cho hành lá vào. Với sức nóng còn lại thì nó mình để ngâm cà chua trong đây hồi nó cũng chín rồi các bạn. Cho hành lá cắt khúc vào này. Coi như là xong rồi đó nha. Rồi mình tắt bếp. Mình sẽ chan vào bún nha. Bún ở đây cũng là bún khô nhà mình luộc đó các bạn. Rất là thơm. Cái riêu cua thì các bạn nên làm mềm mềm vậy cho nó ngon nha. Nhà mình sẽ ăn thêm một ít rau như thế này nè các bạn. Đây là một số rau mà nhà mình còn sót lại ở trong tủ lạnh á. Với món ăn này thì mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công và nấu ăn ngon nha. Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.